Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Phi Sơn cũng là hai cái tên phải nằm trong danh sách dự bị. Ông Chu Huy Sông, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và với không có sự xuất hiện của đội trưởng Đỗ Văn Thuận thì chiếc băng đội trưởng sẽ thuộc về Ngô Hoàng Thịnh. Những diễn biến đầu tiên của trận này cho thấy đây là một đối đầu không khoan nhượng trên sân vận động Thống Nhất, khi mà Viettel muốn nối dài chuỗi thành công của họ trên sân khách. Còn Thành phố Hồ Chí Minh muốn tìm lại chính họ sau những gì đã diễn ra trận đấu gặp câu lạc bộ Sài Gòn. Công Phượng vừa rồi đã không vượt qua được Quế Ngọc Hải. Trung vệ đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một tình huống dứt điểm và vừa rồi là một pha bóng cực kỳ quyết liệt. Quyền kiểm soát vẫn thuộc về đội bóng áo trắng, người vừa treo bóng đó là Quế Ngọc Hải. Cú bóng của Diakite xoay người vào dứt điểm hay. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng tỏ sự lập bập trong những tuyến bóng bổng. Ta sẽ cùng xem lại pha xoay người và dứt điểm của Bruno. Đó là một pha vào bóng không thực sự an toàn của Diakite. Nhưng kể từ khi bước vào V-League thì Amiro Bande hoàn toàn im tiếng. Lợi thế cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Seo Giang Đắc. Công Phượng sút này. Tình huống khá giống với bàn thắng của Công Phượng trong trận siêu cúp gặp câu lạc bộ Hà Nội, nhưng lần này thì bóng đi quá cao. Cũng cự ly như thế này thì Nguyễn Công Phượng đã chiến thắng thủ thành bên phía câu lạc bộ Hà Nội trong trận siêu cúp. Có thể thấy là sau khi có được những cơ hội đầu tiên từ tình huống cố định thì đôi chân của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những pha xử lý tự tin hơn. Công Phượng. Nằm bóng áo trắng trước mặt Công Phượng và các vệ tinh xung quanh anh thì lại xuất hiện hơi chậm. Sẽ là một quả tạt. Cười! Và đó là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số là 1-0. Những cú đánh đầu đang mang lại cho Thành phố Hồ Chí Minh quá nhiều bàn thắng ở trận vòng đấu và chúng ta đã theo dõi tại V-League 2020. Bàn thắng trên sân của Quảng Nam. Bàn thắng ở những phút cuối cùng ở vòng thứ hai trên sân vận động Thống Nhất. Và bây giờ là một cú đánh đầu của người Hàn Quốc đã ghi bàn giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên, di chuyển hợp lý, thông minh chiếm lĩnh khoảng trống và mang về bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của viên Chu Hê Sông. Nhưng đây là một cách tiếp cận khác anh Long ạ. Đây là một cách ghi bàn tiếp cận mà như tôi đã nói là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải làm được. Cũng là một tình huống đánh đầu nhưng đây là một tình huống xâm nhập của một tiền vệ bóng ngự. Nó không đến từ những tình huống cố định, đến từ những cái đầu của các tiền đạo. Đó là Ariel Smith. Cả Quảng Nam và Hải Phòng đang cực kỳ khó khăn. Trọng tài xác định có lỗi của Đức Chiến. Trong trận đấu với Than Quảng Ninh thì Đức Chiến cũng là người mắc lỗi để cho Pha Gan có một tình huống tạt bóng cho Jamie Linh đánh đầu mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Nguy hiểm. Nguyên Mạnh đã chơi tập trung. Vừa rồi là một tình huống đá thẳng của Công Phượng. Tình huống tương đối nguy hiểm đến từ một quả đá phạt trực tiếp có phạt góc cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Những phút vừa qua thì đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi hay. Nguy hiểm, bóng vừa rồi cột dọc của Nguyên Mạnh. Trước đó thì Nguyên Mạnh cũng đã chạm được khẽ vào bóng, phản công cho cầu thủ Viettel. Không được. Một tình huống chuyền bóng có thể nói là rất khó hiểu của Trương Tiến Anh. Trong một tình huống phản công có thể nói là rất thoáng thì Trương Tiến Anh lại chuyền bóng sai một cách rất khó hiểu. Đến lượt Thành phố Hồ Chí Minh phản công, Nguyễn Công Phượng sút này. Trong tình huống vừa rồi thì Nguyễn Công Phượng hoàn toàn có thể chuyền bóng cho Nguyễn Huy Toàn, Võ Huy Toàn đang ở bên cánh trái.
chút nữa thôi thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở tình huống đá phạt góc của Công Phượng. Không có lỗi việt vị của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng không được, bóng vẫn trong chân Công Phượng, rất hay, sút chân trái 2-0 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đã lên tiếng. Có thể nói đến lúc này thì Công Phượng không phải là bàn thắng của Công Phượng, chúng khác là bàn thắng của Công Phượng, nhưng Công Phượng đã chơi rất hay ở trong trận đấu này. Sân Thành phố Hồ Chí Minh đang bùng nổ. Đó là một bàn thắng thể hiện được quyết tâm và sức sướng tuyệt vời của Công Phượng. Và có lẽ là lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một bàn thắng thể hiện được tất cả những gì tốt nhất mà người ta đã từng biết đến Công Phượng kể từ khi anh xuất hiện cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao vệ Viettel, nhưng Công Phượng vẫn quyết tâm theo tới cùng. Và có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi là miễn chê. Tỷ số đó là 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chắc chắn là màn ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang có mặt trên khán đài của Sân vận động Thống Nhất vào thời điểm này. Nó khiến cho những toàn tính trong những cú chạm bóng của các cầu thủ gặp nhiều thách thức. Venasio, Công Phượng hết sức khẩn trương, cơ hội dành cho Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn đối mặt, và đây là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Khó ai có thể nghĩ tới một kết quả như thế này trước khi bước vào cuối đầu ngày hôm nay. 3-0. Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm được 2 bàn thắng nữa, và đó là những pha lập công của những cái tên như là Công Phượng và Huy Toàn. Người ta đã chờ đợi vào Công Phượng và Huy Toàn từ rất lâu rồi cho những bàn thắng đánh dấu được dấu ấn cá nhân của họ cho sự trở lại. Với những cầu thủ đã phần nào đó mất đi phong độ, họ rất cần có những bàn thắng như thế này để khẳng định mình. Và hãy cùng xem pha xử lý này của Võ Huy Toàn. Tỷ số là 3-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có một trận đấu có thể nói là miễn chê với người hâm mộ của họ. Nhưng cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bàn thắng mở tỷ số chính là bàn thắng quan trọng nhất với đội bóng của huấn luyện viên Chu Hê Sông ở trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là tính cho tới thời điểm này. Một bàn thắng mà một lần nữa Công Phượng lại góp dấu ấn. Một đường chuyền không thể chê vào đâu được của Nguyễn Công Phượng dành cho Võ Huy Toàn. Có thể nói đến lúc này thì không cần phải nói đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì đây cũng sẽ là một trận đấu rất hay của Nguyễn Công Phượng. Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi rất hay, nhưng 3-0 rõ ràng là một kết quả ít ai nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra. Đây mới là phút 71 của trận đấu, tỷ số là 3-0. Nhưng về đội chủ nhà, các bàn thắng được ghi cho công của Seo Yang Đắc, Nguyễn Công Phượng và Võ Huy Toàn. Nguyễn Công Phượng, lần này thì Nguyễn Công Phượng đã chạm bóng không thành công. Hiệu suất ghi bàn đã được cải thiện đáng kể. Và chúng ta có thể thấy là rất nhiều phương án ghi bàn đã được Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ở trong trận đấu này. Từ những tình huống phối hợp hết sức nhịp nhàng, tình huống bóng trên không, và sau đó là một tình huống chuyển đổi rất nhanh, tình huống mà Công Phượng đã có một đường chuyền bóng rất đẹp để Võ Huy Toàn nâng tỷ số lên 3-0. Việt Phong, tình huống quạt phá bóng hay. Trọng tài xác định không có lỗi của Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Công Phượng, trọng tài xác định có lỗi của Công Phượng đối với Luis Silva.
Nhưng theo chúng tôi thì trong tình huống Việt Phong quạt bóng trước đó thì trọng tài có lẽ phải thổi phạt một cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Văn Thuận rất hay, tốc độ của Công Phượng có kịp không? Đường chuyền của Văn Thuận là hơi sâu so với đà băng xuống của Công Phượng. Mặt sân Thống Nhất có vẻ như cũng hơi trơn. Như vậy là Phi Sơn sẽ vào sân thay cho Nguyễn Công Phượng. Loạt thay đổi người cuối cùng của đội chủ nhà. Kết quả thuận lợi nó càng giúp cho những quyết định của vị huấn luyện này có được thêm nhiều sự lựa chọn. Chúng ta đã được xem lại hai bàn thắng của Thành phố Hồ Chí Minh ở trong hiệp 2 với những pha lập công đầy nhanh nhạy, quyết tâm của Công Phượng và Võ Huy Toàn. Và nếu như Vũ Minh Tuấn không phạm lỗi với Ngô Tùng Quốc thì đó có thể sẽ là cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Chút bóng bằng chân trái, bóng đi đập xa ngang của Nguyên Mạnh. Một pha xử lý hay của đội trưởng Đỗ Văn Thuận. Quạt bóng bằng chân phải và sút ngay bằng chân trái. Đỗ Văn Thuận là cầu thủ sút rất tốt bằng cả hai chân. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho Viettel trong tình huống vừa rồi. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Viettel. Chiến thắng 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Cầu thủ ghi bàn đó là Seo Yang Đắc ở phút thứ 26, Nguyễn Công Phượng ở phút thứ 62 và Võ Huy Toàn ở phút thứ 67. Đây là một trận đấu mà Nguyễn Công Phượng đã chơi rất hay với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Một dấu ấn của huấn luyện viên Trương Huy Sông trong trận đấu này. Sau trận đấu này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại với cuộc đua vô địch. Một chiến thắng hết sức quan trọng sau khi họ đã để thua trong trận derby Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1 trước Sài Gòn. Cuối trận đấu này thì đã có những xô xát nhất định hai bên, nhưng các trọng tài đã kịp thời xua đi những cái đầu nóng. Một trận đấu có thể nói là rất hay của cả hai đội. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi cùng chúng tôi và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những trận đấu tiếp theo vào ngày mai. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.